Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn video thay loa trong, loa ngoài của Samsung Galaxy A7 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp sự cố liên quan đến loa trong, loa ngoài, loa thoại của Samsung Galaxy A7 lỗi chập chờn, không nghe được, nghe được cũng không, khách hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để được thay mới loa trong, loa ngoài của Samsung Galaxy A7 chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như gói dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy A7. Xin cảm ơn quý vị các bạn.